Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Ê, cái gì? Trời, quá thiệt. Ui, anh thần người thanh niên này. Giật mình men. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh. Và các bạn thấy cái vụ nổ phía sau lưng mình không? Tất cả là do một cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh ở giai đoạn tiến hóa cực kỳ cao kìa các bạn. Ui, nó bắn tùm lum qua đây các bạn ơi. Ê, mình cũng bị dính hiệu ứng gì kìa. What the heck? Trời ơi, chưa gì mà đã có những cái con quái vật nhiễm nấm ở giai đoạn tiến hóa cực hạn như vậy rồi. Hình như nó đang càng quét về hướng kia. Ấy, ấy, quái vật bay. Ê, mình phải ăn một cái ổ bánh mì hồi phục lại. Ủa, nó đánh tại đau vậy. Ấy da, chưa kịp ăn nữa. Ủa, nó gấp mình rồi. Ui da, con này trâu lắm các bạn ơi. Không ổn rồi. Hù máu, hù máu với cái người luôn. Dám lao tét hả? Giữ khoảng cách xíu các bạn ơi, mình sắp hạ được nó rồi. Lao đi, lao tét một cái nữa. Ui, chưa gì là mình thấy toàn rồi đó các bạn à. Ui trời, sao con này nó nhảy như chim vậy? Mẹ nó ơi, nó trâu mà nó còn nhảy dữ nữa. Ô mà chuối thì chứ. Hả? Một dạng tiến hóa khác của cái con bay các bạn à. Ê, con này có thể bắn ra độc các bạn. No, không ổn rồi. Mèn đét ơi. Ây da, không lẽ bây giờ mình bỏ cái vùng đất này luôn. Trời ơi. Ủa, nó dí tới đây luôn hả? Đã dí tới đây rồi thì xác định ngươi rồi. Ta sẽ làm liều với ngươi luôn. Còn Ferret này. Này thì Ferret. Đáp xuống đây. Đáp xuống đây. Kết liễu nó luôn các bạn ơi. Láo tuyết. Mà sang mấy con Ferret đó mình cũng được một vài cái món đồ khá là ngon nha. Sau này mình có thể tận dụng và chế tạo được kha khá đồ á. Chắc bây giờ mình phải nâng cấp thêm áo giáp quá các bạn. Cảm giác là nó sắp hư tới nơi rồi đó các bạn ơi. Nè cái nón nè, sắp tan tành rồi. You know, mới sửa hôm qua nay lại hư tiếp rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng muốn trở lại cái căn cứ cũ của mình cái đó. Dù sao trong đó cũng còn một ít đồ của mình á. Và nãy giờ cũng lâu rồi, không biết là những cái con kia nó đã biến mất chưa. Nhưng mà không các bạn ơi, nó vẫn đứng đó và nó gình gình, nó thả bơm qua đây. Yêu, trời đất ơi, nó không ngừng phá hoại luôn á. Ôi no, căn cứ của tôi, đồ đạc của mình đứng trống rồi luôn. Ui, không được không được các bạn ơi, phải tạm thời bỏ căn cứ thôi, đi tìm một cái vùng đất khác thôi các bạn. Khởi nghiệp lại từ đầu rồi. Mèn đét ơi, không hay tí nào. Mới ngày năm thôi mà chúng ta đã phải bỏ nhà đi tiếp rồi các bạn à. Đi tới một vùng đất nó yên bình hơn. Khi nào mình mạnh, nhất định mình sẽ trở lại và phục thù cái con đó ha. Cay cú thiệt chứ. Hướng này không ổn. Quẹo qua đây thôi, quẹo qua đây thôi các bạn ơi. Bây giờ với tình hình này chắc mình không làm căn cứ trên mặt đất được rồi đó các bạn à. Chắc mình phải theo ý kiến của số đông các bạn là làm căn cứ dưới lòng đất thì chắc sẽ ok hơn là ở trên mặt đất đó các bạn à. Chỉ tiếc là trước khi đi á, mình không có kịp mang theo khoáng sản ở trong nhà ha. Hay thành thứ ra là bây giờ mình nghèo gớt mồng tơi luôn á. Thì thôi chắc bây giờ trước mắt là mình sẽ chế tạo một bộ giáp khác để chuẩn bị thay thế cho bộ giáp hiện tại của mình ha. Chắc là mình sẽ cần đi đào một ít sắt đó các bạn ơi.
À, mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. A few moments later. Mèn đấy coi. Ủa, là đi tìm nơi an toàn dữ chưa vậy? Ê, con này nó có siêu tốc độ. Ây da, ây da. Rồi nó nhanh dã man luôn á. Mèn đấy coi. Ui, phải chạy đó các bạn. Ui da, chưa tìm được chỗ đào sắt nữa. Đây có cái hang. Ui, tôi xong rồi, đừng cùng nữa. Toan rồi, toan rồi. À, à, định chặn đầu ta hả? Thích thì bá vô đây mà núp. Ok, vòng qua đây thôi các bạn. Chắc là đi băng qua cái cánh rừng bên kia luôn quá. Ui, ui, xa xa mình còn thấy cái công trình gì nữa kìa các bạn. Hả? Ê, đã vậy còn bị trộm đồ nữa. Alo. Trời ơi, bị ăn trộm hết cái gì rồi. Hình như cái ổ bánh mì hay sao á. Đang nghèo mà còn mất cái eo nữa. Xin đây. Trời ơi. Ôi, mấy con này nó dí mình ghê quá. Mình phải hợp lặn rồi. Chuồn thôi các bạn. Đánh với nó chỉ có hư giáp thôi chứ không có được tích sự gì hết á. Yêu. Ủa, hồi nãy mình đi mình có đem theo cái túi ngủ không vậy trời. Ờ. Tụi nó dí sát bên luôn rồi. À đây đây, có tôi ngủ các bạn ơi. Kiếm góc nào đó xếp một tí. Ở bên này chẳng hạn. Rồi, tranh thủ. Ngủ giấc. Lẹ, tốc độ. Thời gian rất là quý báu nha. Alright. Mình quá, cắt đuôi được bọn chúng rồi các bạn. Để tiếp thôi. Ê! Lại trộm bánh mì kìa. Trời ơi, nó trộm hết hai ổ bánh mì của mình rồi. Ôi, không ở đây nữa đâu. Ở đây hồi là... thành cái người nghèo luôn á các bạn ơi. Ủa mà quên, giờ mình cũng có giàu đâu, mình cũng nghèo mà. Thôi giờ thì lên trên núi thôi các bạn, để coi chảnh có gì giá trị cho mình. Ê, gấu dí nữa. Trời ơi, sao không cắn mấy con kia đi mà cắn tôi làm gì gấu. Ủa, mình nhìn mình thấy ghét lắm hay sao mà cả gấu cũng muốn cắn mình nữa kìa các bạn. Hay vui. Ui, xa xa có cái làng mà. Không được, giờ mình vô làng thì mình lại báo làng tiếp á. Ây, nhưng mà giờ mình khổ quá các bạn à, mình muốn ghé làng một chuyến á. Chắc không tới nổi nào đâu nhờ. Ok á, giờ thì để mình lên đây trước. Coi coi có gì trên này không cái đó. Ôi, ở đây có Alay. Bị nhốt rồi các bạn. Tội nghiệp đó. Giải cứu luôn. Ui, Ngọc Lục Bảo. Có lý vậy. Wow. Có cái sách lem nữa nè, dùng để ép vô cung các bạn. Chắc trên này cũng là chỗ của bọn cướp dân làng cho mà xem. Mình đoán vậy các bạn ơi. Nên là mình sẽ lên kiểm tra thử. Ui trời, có cái rìu gì nữa kìa. Im vậy. Ây da. Ui da. Con này rồi luôn, nó quýnh cho bể cái nón mình luôn rồi. Cay thế nhờ. Còn cái cổng địa ngục này thì tạm thời mình không kích hoạt á. Ở dưới coi có Alay bị nhốt không. Có vẻ là không các bạn ơi. Nhưng mà hình như ở dưới sẽ có rương á. Để mình kiểm tra thử ha. Ừ, chính xác nè, có rương nè. Ôi, có kim cương nữa kìa. Ok la vậy ta. Mình xin nhá. Ôi, có cái nón nữa. Đúng rồi, mặc đỡ cái nón sắt vô các bạn. Ui, tốc độ nha. Bọn chúng sắp dí tới đây rồi. Có thêm Ngọc Lục Bảo nữa nè. Mình sẽ cất một ít đồ lặt vặt vô để chúng ta có thêm không gian và chứa đồ ha. Rồi, vô trong tiếp nào. Mình nghĩ trong này cũng sẽ có thêm một vài món đồ giá trị của bọn cướp đây. Ủa, nhưng mà không thấy tên cướp dân làng nào trong này nhờ. Trời ơi, cái đống đồ giá trị gì mà không ai ở nhà canh giữ hết. Xác định với mình luôn. Mình xin nhẹ luôn á. Rồi, lên trên này. Mình thấy có quá trời kệ sách nha. Chẳng tiện mình hốt luôn các bạn ơi. Để dành, mơi mốt mà ha. Mình có làm là cho anh chàng thì chúng ta cũng có kệ sách mà đặt xuống nữa. Nữa nè. Wow, bội thu Ngọc Lục Bảo luôn rồi. Quá im. Kim cương đó các bạn ơi. Im được á chứ. À, còn không ta? Ở trên, dưới trên còn nữa thì phải. Chính xác nè. Ngon lành cành me. Chúng ta có dịp để đổi đời rồi các bạn. Ôi, có cái điều hiệu sức nè. Mình xin. Tính ra cái chỗ bọn cướp dân làng này sẽ cao phết các bạn ơi. Ngon. Càng cao mình càng khoái. Tại vì sẽ có thêm cơ hội chúng ta. Ui, sách mềm mại. Wow, để có thêm cơ hội chúng ta lướt thêm đồ.
nữa nè. Các bạn thấy chỗ này thế nào? Mình thấy là cực im. Ôi. Ai ai. Thì ra bọn cướp này ở trên. Ui. Thanh niên này còn có đệm sáu nữa. Không được, được. Để cho hắn tự ngẫm đi. Mình mà bụp hắn thì một xíu vô làng mình lại báo làng đó. Wow, lại có thêm quá trời ngọc lục bảo rồi các bạn. Tính ra sơ sơ nãy giờ mình loot 12 khối ngọc lục bảo và thêm được mớ kim cương nữa nè. Đã thiệt chứ. Wow wow. Ui, gia tài nữa, nhưng mà giờ mình có cấp gia tài 3 rồi nên không cần lượm thêm ha. Kim cương thì lượm nè. Bên này có thêm ít khoáng sản nữa, lượm nốt. Ui, chưa hết đâu. Mình thấy ở trên nóc nó còn các bạn ơi. Wow wow. Xin luôn nha, xin luôn nha. Phải chi đây là toàn là kim cương thì hay á các bạn. Nhưng mà thôi, ngọc lục bảo thì cũng tốt. Có gì mình có thể dùng nó để trao đổi. Khá là ok đấy. Nè, thế nè. Và sau khi quét sạch được khu này thì chắc chúng ta có thể lên đường tiếp được rồi đó các bạn ạ. Dạo luôn, dạo luôn. Ôi, nhưng chỉ với vài phút ngắn ngủi ở trên này mình lút đồ thôi, bọn chúng đã tụ tập ở dưới rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Giọt lẹ cắt đuôi bọn chúng rồi mới ghé làng được các bạn ạ. Không thôi là chắc chắn ngôi làng mà mình sắp ghé sẽ toàn theo ấy. Không đùa đâu. Ê, bọn chúng mò qua đây được rồi. Ui giờ thanh niên này mạnh vậy. Oh my gosh. Đi đường vòng, đi đường vòng. Hạn chế đi trực tiếp qua làng các bạn. Định làm gì? Này thì trộm. Này thì trộm, biết ngay mà. Quýnh cho rụng lông luôn. Dám canh me canh chua trộm đồ tôi hả? Có vẻ hướng này không quá nhiều quá giật những nắm ký sinh các bạn. Cơ hội tốt nha. Chứ nhiều quá là mình cũng hơi ngại vô làng ấy. À. Ui à, vừa mới nói. Thôi, nó chưa thấy mình thì tốt nhất là nên chuồn các bạn. Rồi, vô làng coi thử như thế nào ha. Ui, làng này có ngựa luôn kìa. Ui do bây giờ mình mà có một em ngựa thì tuyệt vời các bạn. Mình sẽ tăng khả năng chạy trốn của mình lên rất là nhiều luôn á. Ổn không ta? Mình còn cái yên trong ba lô không nhờ? Mình kiểm tra thử. Hình như là mình có một cái yên trong ba lô thì phải. Chính xác. Một cái giáp ngựa luôn nè. Wow. Được ấy. Chắc chúng ta phải làm liều các bạn. Ê, cô dân bay trong làng. Ui, giải cứu dân làng, giải cứu dân làng. Bác đừng sợ, tôi tới đây. Định làm gì? Người hùng của ngôi làng liền. Thế nên là cho tôi xin em ngựa nha. Ôi ơi, ui da, mình lỡ đánh em ngựa. Ui. Ui, em này tốc độ là 9 hả? Thôi, có em nào nhanh hơn nữa không? 9.2 luôn nè. Ui, em này tốc độ 12 lần các bạn. Chắc chọn em này thôi. Em hãy về đội của anh nha. Anh sẽ chăm lo cho cưng. Ok không? Leo lên, mình cho em ăn trước. Lấy tình cảm ha. Hy vọng là em sẽ chịu về đội của mình. Anh cần em lắm đó ngựa. Yes. Em chịu về đội mình rồi. Let's go. Mở cổng rào ra. Sau đó thì chúng ta sẽ cưỡi ẻm mà đi rất là nhanh các bạn ạ. Ẻm có khả năng nhảy cũng rất là vượt trội nha. Tạm thời mình sẽ để ẻm ở đây. Mình... Ui. Để mình còn qua đây cứu cái bé dân làng này. Trời đất ơi. Con này định làm gì dân làng? Trời ơi, hên cho bác ấy á. Rồi trời cũng sắp tối rồi các bạn. Chắc mình sẽ lại gần ngựa của mình. Ngủ giấc kế ẻm á. Người bạn mới các bạn ơi. Ok. Ngủ thôi. Ý. Nay là đêm trăng máu. Giọt thôi. Chúng ta không nên ở lại làng quá lâu đâu. Chiều mới tới làng mà đã đêm trăng máu rồi. Đúng là mình xui xẻo thiệt các bạn ơi. Không có đùa được. Ui mà đêm trăng máu vậy thì phải tìm cách bảo vệ ngựa mình thôi các bạn. Cứ xuống đây với anh, cứ xuống đây với anh. Oh my gosh. Mình sẽ tạm thời để em ngựa ở một góc nghiêng các bạn ơi. Chứ mình dẫn em theo là mình chỉ có hại em thôi. Ok. Tạm thời như vậy đi. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ em rồi. Oh my gosh. Còn phần mình, mình sẽ đi lang thang đây. Hoặc là tốt nhất là chúng ta đi xuống hang các bạn. Chứ đêm trăng máu như vậy mà mình ở trên mặt đất thì không phải là một cái ý kiến hay đâu. Giờ sao ta kiếm cái hang nào ta? Nó gần đây không có cái hang nữa các bạn. Yêu. Khoan rồi. Thôi, mình có ý kiến này. Ở dưới biển mình thấy có cái khe nứt kìa.
xuống dưới khe nước thôi các bạn. Lại thêm một ngày đi bụi nữa. Trời ơi. Rồi, và sau khi xuống thiệt là sâu dưới này thì mình sẽ bắt đầu đào để chúng ta kiếm cái chỗ và lấy lại oxy ha. Ui da, hơi đuối nha. Ok ok, tạm ổn các bạn ơi. Cắm đuốc lên. Rồi, giờ thì đi tìm một cái hang gần đây thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm thêm được mớ sắt, bởi vì bộ giáp mà mình tính làm á sẽ còn một tí sắt á các bạn ơi. Có gỗ rồi nhưng mà trước mặt mình không được an toàn lắm các bạn à. Bởi vì nó là một khu mỏ và đặc biệt có rất nhiều quái vật nhiễm nấm ký sinh ở phía dưới nữa. Không hay xíu nào. Ê, có redstone. Ngon. Mình sẽ lấy redstone để xíu cái gì chúng ta làm thêm bánh mì hồi phục các bạn ơi. Ôi gì đây, gì đây. Trời ơi, nó bụp luôn mấy cô hôn zombie đặc biệt kia luôn mà. Ui, có con tàng hình hay sao vậy? Ui da. Chích. Sao bây giờ bọn chúng mạnh hơn rồi sao á? Mình cảm giác vậy các bạn. Bọn chúng đánh thốn quá trời luôn á. Lấy gỗ lẻ. Ở đây lâu một hồi mình nghĩ mình sẽ toan đó các bạn ơi. Không đùa. Ui, dưới này có xe mỏ thì phải. Từ từ. Mình cũng nên tham lam cái xe mỏ đó một xíu. Lớn ngớ nó lại cho mình kim cương thì sao? Ê! Hên hên không bể. Ui, nó cho bánh mì không à. Bên này thì có ba lô. Ê, trong này thì còn có quái vật nữa. Sao bữa nay đi đâu cũng gặp quái vật hết vậy? À đúng rồi, nay đêm trăng máu mà. Hẹn gì? Ok, thôi thôi, tạm thời vượt qua thôi các bạn. Gán qua được khúc này là mình sẽ đỡ khổ thôi. Cào cái này lại luôn ha. Tôi chắc cố. Rồi, khi đã có được một khu vực tạm thời an toàn, mình sẽ bắt đầu chế tạo thôi. À, đầu tiên mình sẽ cần làm khu vực để mình nấu sắt ra nè. Làm nhiều nhiều lọ nung xíu ha. Sau đó mình sẽ cho sắt vô trong lọ và bắt đầu nấu lên thôi các bạn. Sau khi đã có được một ít sắt thì mình sẽ tiến tới bước tiếp theo, đó chính là kết hợp sắt với cả là than để mình tạo ra cái thứ mà chúng ta đã từng làm rồi ha. Đấy chính là những cái quặng thép. Mình sẽ cần ít nhất đâu đó cỡ 24 cái thép thô giống như vậy nè. Nhưng mà có vẻ số lượng than mình không cho phép rồi. Mình hơi nghèo than các bạn ơi. Cũng hên là lối lên có một ít chỗ than nè. Bây giờ chỉ cần lấy thêm sắt nữa thôi là chúng ta có thể làm ra rất là nhiều những cái thép luôn rồi nè. Ok, trong phim thì chúng ta thu gom đồ đạc và lên trên lấy nốt những cái nguyên liệu còn lại thôi các bạn. Hiện tại vẫn chưa đủ á. Và nguyên liệu cuối cùng mình cần lấy đó chính là những cái cục cát các bạn ơi. Okay, đây có một ít cát nè. Lấy luôn các bạn ơi. Chúng ta đặt bàn chế tạo xuống. Đầu tiên là làm trước steel sheet nè. Sau đấy thì mình sẽ bấm liền công thức của bộ giáp quân đội sa mạc. Đầu tiên là cái nón. Tiếp theo là cái áo. Thêm cái quần. Và một cái đôi ủng. Alright, vừa khít luôn nha. Và với bộ giáp này thì nó sẽ cho mình lượng giáp tương đương với giáp kim cương đó các bạn ơi. Wow, hơi bị ổn áp á nha. Thử đội cái nón vô coi. Đó. Wow, nhìn mình chắc chơi hơn rồi nè. Thêm cái áo, quần cũng như là ổn. Wow, nhìn mình trông giống một người lính thật sự rồi đó. Chỉ thiếu mỗi súng thôi các bạn ơi. Hey, còn bộ giáp thì dù sao nó cũng đã đồng hành mình từ giai đoạn đầu nên mình sẽ cất vô ha. Chỉ thiếu một cái nón kim cương thôi. Nhưng không sao, từ từ sau này chúng ta gỡ lại bằng một cái nón xịn khác. Tiếp theo là kêu ngựa lại. Alright, an toàn ngay. Ui, ui chạy chạy các bạn ơi. Mình cũng tính ghé qua làng cái nhưng mà không biết có liều không. Ui da. Ê, nó bắn ngang ngựa mình kìa. Ê, trời ơi, nó bắn ngựa mình, cái ngựa mình bị mất máu quá trời luôn. Khốn kiếp thiệt chứ. Ui, không biết ngựa mình ổn không nữa. Em mất máu quá trời các bạn ơi. Toàn rồi. Cố lên ngựa ơi. Bánh mì, bánh mì. Ủa lộn, lúa chứ. Cho em ăn lúa ha. Rồi, hồi phục máu lên rồi. Hạn chế để em bị dính cái độc từ mấy cái tên nhiễm nấm ký sinh các bạn. Không thôi thì em mất máu rất là nhiều luôn. Tốt thiệt sự luôn á. Lúc này hơi khó. Mình sẽ chạy ra xa xíu á. Rồi kêu em lại. Như vậy sẽ an toàn hơn các bạn. Ui, bị chặn đầu nè. Eo no, eo no. Ây da. Mình bị cắn rồi. Không ổn rồi.
Hy vọng là không con nào ăn thịt em ngựa mình. Ok, em vẫn ổn. Mình quá, anh quá. Vậy thôi. Mặc dù mình biết là mình có lỗi với làng nhưng mà bắt buộc rồi các bạn. Ghé qua làng cái, mình cần thêm lúa mì. Đây rồi, lúa mì đây rồi. Cứu tinh. Thu hoạch hết lúa mì luôn. Làng thông cảm nha, tôi không có thời gian để tôi trồng lại lúa đâu. Gấp lắm rồi. Ui, không có con nào hả? Đó, không có con nào ở đây thôi. Giúp làng trồng lại lúa các bạn. Thiệt là không có con nào không như trời. Ê, có rồi. Ui no. Ui. Tiêu diệt lẹ. Nó mà lây lan trong làng là mệt đó. Tốc độ. Thu hoạch thêm lúa các bạn ơi. Trong đây lúa rất là quan trọng đối với mình luôn á. Đây nữa. Rồi, ok. Không được mớ. Em liền. Nếu bây giờ chúng ta làm thêm bánh mì xịn ăn á. Đồng thời ở đây mình thấy có một chỗ nhà cao cao giống như là nhà thờ gì đó các bạn. Trên này thì có bánh mì. Cũng được. Mình xin. Cao nhất thì không có rương ha. Ok. Trời cũng sắp tối rồi. Hy vọng nay không phải là một cái đêm trăng máu ha. Mình sẽ tranh thủ ngủ một giấc. Chắc ngủ trong làng luôn đi các bạn. Ok, kêu em ngựa lại. Ngựa ơi. À đây. Ê. Tên này đi vô khác. Lén phén bọn chúng cứ gừng vô làng hoài luôn á. Nguy hiểm thật sự các bạn. Hy vọng ngày mới chúng ta sẽ có thể tìm được một cái khu vực nào đó nó ổn định hơn. Mình sẽ đỡ phải lông bông giống như vậy các bạn. Thôi ngựa lại đây cơ. Chúng ta tiếp tục lên đường ngày mới nào. Đi về hướng hướng bên này luôn đi. Hướng này có vẻ là có nhiều sự sống và nhiều sự may mắn hơn nè. Ở dưới kia là khu vực gì vậy ta? Nhìn cũng hơi tò mò nha. Mình sẽ xuống dưới coi thử các bạn ơi. Có vẻ là cũng tiềm năng hết đó. Ok, em ngựa thì mình sẽ để tạm thời em ở xa xa xíu. Không nên để em quá gần các bạn. Khi nào cần thiết thì mình sẽ kêu em lại một cách bất ngờ ha. Và tránh trường hợp em bị mấy cái con này nó sát hại ha. Thôi, ở khu vực này nhìn có vẻ giống như là một cái chỗ thiên văn gì đó các bạn. Ui, có dân làng thiệt nè. Yêu. Vậy là có dân làng trong này. Wow. Có rương nữa nè. Ui, có sách nữa. Lý, mình đang cần rất là nhiều sách. Rồi, sẵn tiện ở đây. Có cầu thang leo lên. Mình sẽ lên trên coi thử coi. Nhưng mà có vẻ mình lại đi báo hại dân làng rồi các bạn ơi. Thiệt luôn á. Ý, có cướp dân làng cái bên luôn hả? What the heck? Trời còn mưa nữa. Ui, ấy da. Khoan rồi. Ui, dân làng ơi, tôi xin lỗi. Tôi không giúp đỡ dân làng được nhiều rồi. Còn báo dân làng nữa. Dạ, Lộc có lỗi quá các bạn ơi. Thôi, để chuộc lỗi thì mình sẽ tiêu diệt hết bọn cướp này ha. Bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh thì mình còn ráng. Chứ bọn cướp này các bạn yên tâm, mình lo được. Vô. Trời ơi, bắt cóc dân làng nè. Trời ơi, bọn này bị nhiễm nấm ký sinh nữa. Trời đất ơi. Sống nổi với mấy tên này không? Dạ. Ui. Tên Evoker. What? Hắn hồi sinh được. Oh my gosh. Ui, vô tình làm được cái vật tổ trường sinh luôn. Xin luôn. Mình có cơ hội để sửa sai rồi các bạn. Con này đi chỗ khác. Ui, toàn rồi. Hồi vô đây lút đồ rồi giọt lẻ các bạn ơi. Không xong tới nơi rồi. Wow. Hôm nay có rất nhiều khoáng sản nha. Có vẻ bọn cướp trong này rất là giàu các bạn. Và chắc chắn rồi, mình sẽ lụm hết không chừa bất kỳ một cái gì luôn. Lụm sạch xanh xanh. Bên kia nữa, mình thấy còn hai cái rương. Trên này. Có thêm kim cương nữa nè. Và dân làng thì nói thật, bây giờ mấy bác ở trong này là an toàn hơn là đi ra ngoài á. Ê, đó thì chưa. Thấy chưa? Ra ngoài là bị lây lan dịch bệnh liền. Thôi ở trong này nha. Mình coi có gì giá trị khác mình lượm được không. Và tốt nhất mấy bác nên ở trong nha. Tôi không phải tôi muốn nhốt mấy bác đâu. Tôi chỉ muốn mấy bác an toàn thôi. Rồi, công việc của mình ở đây chắc cũng ổn rồi đó các bạn. Mình chắc phải giọt lẹ. Hình như cái làng cạnh đây đã bị
Mấy con quái vật nhiễm nấm ký sinh lây lan dịch bệnh rồi các bạn ơi. Ui, trong làng có vẻ là thất thủ rồi. Ui ui ui, nó dí mình. Eo no. Thiệt rồi, bọn chúng đã tràn vô đây rồi. Ui không. Ê, vô đây lẹ. Chuẩn bị đóng cửa lại nha. Ui, ở đây có kiện rơm nữa hả? Ấy da, trời ơi, còn té nữa chứ. Mày nước ơi, bình tĩnh, lấy hết kiện rơm nè. Lên cao nhất có thể các bạn, để có gì mình đi ngủ giống vậy đó. Tôi ngủ, đặt ra ngoài, chập mắt một cái. Ui, bây giờ mình không ngủ được hả? Ủa, mình nghe tiếng sét đánh đùn đùn mà ta. Có rồi, quan sát xung quanh thử các bạn. Mình thấy tình hình là toang lắm luôn á. Ồ, cơ, bọn chúng vẫn ở dưới. Và có vẻ dân làng trong đây lành ít dữ nhiều rồi, chắc chắn luôn. Ừ, bên kia có dân làng vẫn còn an toàn cơ. Hên cho bác đó. Thôi, chắc mình cũng sẽ để cho dân làng đỡ khổ bằng cách là rời khỏi làng trong lúc trời mưa dầm như vậy luôn á. Chạy thôi các bạn. Kệ, mình chạy sớm thì người ta đỡ khổ chứ không gì hết á. Vẫn tiếp tục chạy mà chưa có điểm dừng các bạn ơi. Yêu. Chạy đi cáo ơi, chạy đi cưng. Cố gắng mà chạy nha. Chắc là mình phải ra biển ở quá các bạn ơi. Đất liền thất thủ thật rồi. Không còn chỗ nào quá là an toàn cho mình hết. Ê, mình cần phải lấy gỗ lẹ. Sau đó đóng một con thuyền. Ra khơi thôi. Không biết có chế tạo kịp hay không nữa nè, nó dí sau lưng rồi. Ây da. Con thuyền lẹ. Ok. Leo lên. Giọt thôi. Ui, mày thế. Mình đã ra khơi được rồi các bạn. Ui cơ. Trời ơi, cái nhà thô lôi ngoài này mà nó cũng xuất hiện nữa. Để mình ở giữa biển một lúc coi nó có xuất hiện cái con quái vật nào hay không á. Nếu mà không xuất hiện thì chúng ta sẽ bắt đầu lập căn cứ ở giữa biển các bạn. Ồ, có vẻ là giữa biển khá là an toàn nha. Mình không thấy dấu vết của bọn quái vật xuất hiện các bạn ơi. Wow, có lý vậy. Nhưng mà để an toàn nhất á thì mình nên chế tạo những cái phiến các bạn. Ừ, mình đặt những cái phiến ở nửa dưới thì sẽ không có quái xuất hiện ha. Hết cách rồi, mình sẽ làm những cái phiến đá trước đi cho tiết kiệm. Rồi, đặt như vậy nè. Đó, là sẽ tránh trường hợp bọn chúng xuất hiện liền. Mình sẽ mở rộng cái khu vực đủ để mình nằm nghỉ ngơi thôi. Rồi đặt một ít cái món đồ lặt vặt xuống nè. Tại giờ mình cũng không dám đặt quá nhiều đồ xuống. Lỡ có chạy á thì chúng ta đỡ phải thu gom đồ á. Rồi, chỗ này mình sẽ cần hai ô để chúng ta đặt cái túi ngủ xuống nè. Rồi, ngon nghẻ ngay. Nhìn giống như là ở bụi gì đó các bạn ơi. Nhưng mà ít ra mình cũng an toàn á. Có vẻ ổn các bạn ơi. Ừ, giải pháp ở giữa biển như vậy có vẻ ok nè. Yes. Cuối cùng chúng ta cũng tạm thời được nghỉ ngơi rồi. Ừ, coi chừng gớt túi ngủ. Rồi, và sau khi đã định cư được một xíu thì mình sẽ nghĩ tới việc đó chính là làm khu vực enchant đồ các bạn ơi. Ừ, mình muốn enchant đồ lại á. Để coi, mình sẽ nâng cấp các bạn enchant lên một xíu thành cái enchanting infuser. Cái này thì nó sẽ tốt hơn các bạn enchant bình thường một tí ha. Nhưng mà nó lại cần hát diệm tạch khóc nè. Cái này mình chưa có nên xíu chúng ta phải đi tìm á, để nâng cấp cái set giáp của mình lên chứ không gì hết á. Ê, quên, em ngửa. Ok. Trời. Mình quên, bổ quên em ngựa các bạn ơi. May quá em ở đây rồi. Rồi thì để em ngựa an toàn đây đi ha. Mình sẽ đi tìm một ít hắc diệm thạch khóc các bạn ơi. Với cả là amethyst. Tại hai thứ đó hiện tại mình đang chưa có. Đây rồi. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được cái chỗ có những cái thạch anh tím các bạn ơi. Coi có cái nào đủ để mình thu hoạch chưa ta. À đây, cái này đủ hay sao nè. Yes, 16 cái. Vượt chỉ tiêu luôn rồi. Em còn có kim cương nữa. Oh my gosh, 4 viên. Và bên này còn có công trình gì khác nữa nè. Uầy, đã gì ta. Cô tiếng dùm bài. Ủa, nó đang mắc kẹt các bạn. Giải thoát cho nó luôn. Ủa, đây là cái nhà ngục hay sao vậy?
Ừ, hình như nhà ngục zombie các bạn ơi. Ê, nhìn quen quen, giống chỗ lần trước mình từng khám phá nè. Cũng ok, có được cái giáp ngựa kim cương. Xíu về cho em ngựa nhà mình. Ê, thêm kim cương nha. Và như trong công trình này chỉ có hai cái rương đó là giá trị thôi. Mấy cái rương khác thì hơi cùi mía một xíu. Ê, phía đằng kia một công trình gì đó, nhưng mà mình thấy có hát diệm thạch khóc các bạn ơi. Wow, giống như một cái tàn tích gì đó. Ê, được nè. Được mấy hát diệm thạch khóc đây? Một thôi hả? Yêu sao ít vậy? Ồ, hình như đây là tàn tích cổng địa ngục thì phải. Ồ, phía trên vẫn còn. Nếu vậy mình sẽ trèo lên và lấy liền các bạn ơi. Mình chỉ cần hai cục hát diệm thạch khóc thôi. Đúng không ta? Ừ, không, ba cục lận. Đây đủ không vậy trời? Ừ, hình như đủ các bạn ơi. Phía bên kia mình thấy còn cục nữa kìa. Hên. Ở đây đủ luôn nè. Ngon. Vậy thì đỡ phải qua bên kia. Chưa hết đâu, mình thấy còn có vàng ở phía trên nữa các bạn ơi. Trèo lên và lấy liền các bạn. Đây nè, quá chừng luôn. Em nha. Đúng ánh luôn á chứ. Và khi đã có được thứ mình cần rồi thì trở về và lập tức làm khu vực enchant và nâng cấp đồ, chuẩn bị comeback thôi các bạn ơi. Rồi, về tới nhà thì mình sẽ lấy đồ ra và chúng ta chuẩn bị chế tạo thôi. Đầu tiên thì mình vẫn sẽ cần có một cái bàn enchant bình thường trước. Đây, sau đấy thì mình sẽ nâng cấp nó lên thành cái bàn infuser ha. Cần thêm một quyển sách. Tèn tèn, có luôn. Gỗ thì trong này mình có dư khá là nhiều nè. Sách thì mình cũng có, nên là làm thật là nhiều kệ sách luôn, để mình tăng cái cấp độ của cái bàn enchant lên các bạn. Rồi, đặt xuống. Xong phim, giờ thì thử đưa đồ mình vô coi. Chẳng hạn như là cái nón. Đó, mình sẽ lấy được những cái dòng rất là ngon nè các bạn. Bảo vệ, dễ sư. Tất nhiên rồi, mình sẽ cho nó maximum luôn các bạn, để tăng cái khả năng phòng ngự mình lên tối đa ha. Yeah. Ít ra như vậy thì mình mới trở nên mạnh mẽ và tăng khả năng chiến đấu với bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh chứ. Rồi, phần kinh nghiệm còn lại mình sẽ dồn vào cái vũ khí tấn công tầm xa của mình. Đấy chính là cây cung. Nhưng mà hiện tại mình không thể enchant được, thế nên là mình sẽ tách dòng enchant hiện tại ra ha. Bấm công thức của cái green stone, đặt nó xuống đây. Sau đó thì tách dòng enchant ra và enchant lại thôi nào. Đấy rồi. Sức mạnh, cấp độ tối đa. Thêm dòng vô hạn để bắn không có bị giới hạn mũi tên các bạn ạ. Và vũ khí tấn công tầm xa của mình đã lên một cái tầm mới rồi các bạn ạ. Giáp ngựa thì không enchant được, nên là tạm thời em cứ mặc giáp kim cương bình thường thôi ha. Ít ra em cũng sẽ tăng khả năng chống chịu lên đó. Úi, yêu, bọn chúng đã lần mò ra đây được rồi. Ôi ơi, có điềm nha, sợ vậy. Và sau khi đã nâng cấp xong xuôi thì bây giờ mình sẽ chính thức comeback các bạn à. Quay trở lại cái chốn mà hồi nãy những con quái vật nhiễm đấm ký sinh nó xâm chiếm căn cứ cũ của mình. Phục thù bằng cái cung mới được nâng cấp thôi các bạn ơi. Em ngựa, sẵn sàng chưa cưng? Hãy cùng anh trở về cái nơi cực kỳ nguy hiểm kia nhé. Từ trên này nhìn xuống thì có vẻ thơ mộng lắm các bạn à. Nhưng mà chỉ cần xuống cái ngọn đồi này thôi là sẽ hết thơ mộng liền. Bởi vì có rất là nhiều quái vật nhiễm đấm ký sinh đang đợi mình ở phía dưới. Ok, mình sẽ cho em ngựa lên trên này ở ha. Rồi, em ở đó đi. Một mình anh sẽ trở lại cái khu vực kia. Ví dụ có gì mà không ổn là mình sẽ gọi em lại và hai anh em cùng nhau dọt thôi các bạn. Vậy đi ha. Rồi, và khu vực mình ở thì sẽ qua cái khúc sông này là tới các bạn ạ. Bây giờ hơi hồi hộp nha, không biết những con kia nó đã biến mất bớt chưa nữa. Clear chưa? Ê, đừng nói là bọn chúng biến mất rồi nha. Chưa. Vẫn còn một vài con nguy hiểm ở đây. Yêu, nhưng mà sao lắc vậy? Hả? Cái con to chà bá lửa nó vẫn còn ở đây các bạn ơi. Yêu, mầm móng của nó vẫn còn ở đây nè. Ủa, của nó đâu ta? Ui trời, còn đổ mưa đúng lúc này nữa chứ. Ui, nó bắn cái trái gì bự qua đây vậy? Kìa, mình thấy nó rồi. Hả? Bây giờ có tới tận hai con lận các bạn ạ, chứ không phải một con nữa. Oh my gosh.
Ê, cái con này là con mới nè. Nhìn nó như con cá vậy đó các bạn à. Yêu. Mình nên ưu tiên phá tiêu diệt cái con bên kia trước, bởi vì nó có khả năng phá hoại rất là dữ các bạn. Mèn đất ơi. Trời ơi, nó bắn kìa, banh cái căn cứ mình rồi. Dụ dụ nó qua đây. Không thôi là tan nhà nát cửa thì mất hết đồ đấy. Trời, nó bắn kìa. Kinh chưa? Không. Ê, nó biến mất hả? Oh, vậy là một tin tốt cho mình. Ê, nhưng mà tàn dư của nó thì rất là ghê các bạn ơi. Nguyên một khu vực to lớn đã bị nó tàn phá rồi. Cái này chỉ mới có một con nữa. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mình bị tối thui rồi? Ủa ở đây lắc lắm các bạn ơi. Rất là nhiều sinh vật ở đây hay sao rồi nè. Cực kỳ lắc luôn. Mình liên tục bị dính hiệu ứng Darkness nữa. Ây da. Khó rồi. Tại sao mình lại đối mặt với cái thảm cảnh này sớm như vậy? Ôi trời, nó trước mặt mình cơ. Yêu, đây là cái con gì mình cũng chưa rõ tên nữa các bạn ơi. Mà có vẻ là nó di chuyển cũng rất là nhanh nha. Không đùa được, không đùa được. Cơ 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 cơ. Ô mày chuối, ô mày chuối. Bắn nó lẹ thôi. Ê, mà cũng hơi cay thiệt. Cái con màu nãy nó tàn phá khu vực này các bạn. Con mà bắn tùm lum. Ê, ê, coi chừng nó ăn thịt mình. Cái con mà bắn tùm lum mình không có dịp để mình hạ nó các bạn. Để nó sống mất rồi. Bực thiệt. Ủa? Trời, nó có hiệu ứng gây giảm giáp mình kìa. Nó bắn một cái là giảm phân nửa giáp mình luôn rồi. Yêu. Còn cái con hồi nãy đâu rồi? Nó lại biến mất. À, cái con này. Hai cái con đó nó đều ha, tấn công mình, tàn phá khu vực mình. Ở à, đâu đâu, nó chưa biến mất. Vậy thì được. Hai con ít ra mình cũng phải hạ được một con thì mới ha. Ê. Ôi. Ôi. No no no. Trời ơi, mình trượt chân. Định chạy đi đâu? Con kia. Định chạy đi đâu? Bắn nó ha, tới công chuyện luôn. Ôi trời. Ý. Mình đã bắn hạ được nó rồi. Yes. Cái con khó chịu kia nó đã bị mình bắn hạ rồi các bạn. Wow. Cuối cùng cũng hạ được nó. Ủa nhưng mà phía dưới hình như còn. À còn cái lít cơ gì kìa. Bắn hạ nó luôn. Rồi nhặt đồ thôi. Ui da, những cái nước này á, kiểu như là cái chất nhầy hay sao á các bạn ơi. Khi mà mình đụng vô mình sẽ bị yếu đuối và rất là nhiều hiệu ứng bất lợi khác luôn á. Toan thật rồi. Chỗ này không còn là một khu vực đáng để mình sống nữa các bạn. Giờ mình dọn dẹp thì cũng không cách nào mà cho nó trở lại như cũ được á. Giờ chỉ còn nước là mình thu gom đồ và chúng ta trở lại cái vùng biển mà hồi nãy mình ở á. Rồi khi nào mình sẵn sàng mình sẽ quay trở lại đây và dọn dẹp hết những cái tàn dư của nó. Ồ, chứ khu vực địa hình ở đây là coi như xong rồi đó. Trời ơi, cô ở nhà mình kìa. Nó tàn hoang rồi các bạn ơi. Hell no. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm thôi các bạn ơi. Ui, cái chỗ anh cha này chắc mình lấy lại được nè. Hệ sách cũng lấy lại luôn. Ở trên thì như còn một vài cái rương thì phải. Đúng không? Ừ, hên hên. Trên này vẫn còn các bạn. Ê, ba lô của mình lắm. Ê, cái em Asolot vẫn còn nữa nè. Cái giường hả? Ờ, thôi không thèm cái giường đâu. Vàng lụm nè. Vàng lụm. Đó. Trở lại đây là thấy anh. Gom của chạy đó các bạn ơi. Đúng kiểu là bỏ của chạy lấy người luôn á. Mèn đất ơi. Lâm vô tình cảnh này mình cũng không muốn đâu các bạn à. Nhưng mà không chạy là không được đó. Rồi, mấy cái này thì mình cũng có thể lấy theo nữa nè. Để nung khoáng sản nhanh hơn các bạn. Ok. Ủa thì cũng đã dọn xong rồi. Giờ thì chạy lấy người thôi. Ô mày chui. Tạm biệt khu vực đã gắn liền với mình trong thời gian đầu này. Mình phải bỏ xứ ra đi đây.
À mà quên, mình có em ngựa mà ta. Mình sẽ kêu em ngựa để mình chạy nhanh các bạn ơi. Tại nãy mình lỡ vô cái dung dịch chất nhầy của cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó tạo ra. Giờ mình chạy nhanh không nổi luôn á. Ok, đi thôi. Có em ngựa nên là tốc độ chạy của chúng ta cũng cải thiện đáng kể nè. Nói chung thì hôm nay mặc dù mình vẫn an toàn sống sót các bạn và tiêu diệt được một con quái vật khủng, thế nhưng mà căn cứ cũ của mình đã toang rồi. Bây giờ mình với cả lem ngựa này phải đi lang thang và tạm thời dừng chân ở trên biển giống như vậy ha. Nhưng mà ít ra đây cũng là cách khá là an toàn để bảo vệ mình cũng như là người bạn mới này. Sắp tới chắc mình phải củng cố cái căn cứ này hơn á, và định cư trên biển không có lên bờ sống nữa các bạn. Lên bờ sống là không có thủ nổi luôn á. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày ở trong thế giới đại dịch nấm ký sinh này. Và liệu rằng sắp tới Lộc có thể đủ dũng cảm và nâng cấp sức mạnh cũng như là trả thù hết những con quái vật đã bán hành cho Lộc trong thời gian qua. Câu trả lời sẽ có ở những tập tiếp theo. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lockroot hay là Unitalet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.